Mình là Lucia. Mình là bác sĩ da liễu Thục Anh. Hôm nay hai chị em mình sẽ cùng nhau review cho các bạn một dòng serum rất nổi tiếng của La Roche-Posay, đó là serum Hyalu B5. Và trước khi bắt đầu vào nội dung video thì mong các bạn sẽ ủng hộ bọn mình bằng cách dành chút ít thời gian để subscribe kênh YouTube cũng như là like trang Facebook Dr. Thục Anh and Lucia. Về công dụng thì sản phẩm này giúp dưỡng ẩm, phục hồi và làm dịu da. Ngoài ra nó còn giúp chống lão hóa, giúp làn da trở nên căng mịn và rạng rỡ hơn. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn xem. Đây chính là lọ serum. Nó trông rất là chắc chắn và hơi giống lọ thuốc. Các bạn thấy đúng không? Nó có dung tích là 30ml. Và đóng trong cái lọ này thì nhìn giống như là cái lọ ở trong phòng thí nghiệm ấy. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn vẫn rất là đẹp. Cả hai chị em mình thì đều đã sử dụng cái serum này. Vậy nên là hôm nay thì mỗi người sẽ nói ra cái cảm nhận riêng khi mà sử dụng serum này để cho các bạn tham khảo. Về chất của sản phẩm này thì cả hai chị em mình đều thấy là bạn này có kết cấu lỏng, nhưng mà vẫn khá là sệt chứ không phải là quá lỏng. Có màu trắng đục, có mùi lavender hơi nồng. Khi thoa lên da cảm giác sẽ hơi dính. Nếu như nằm điều hòa hoặc là trời mát hoặc là da khô, da thường thì ok. Nhưng mà nếu mà như trời mùa hè nóng bức, không có điều hòa, da dầu nhiều, khi mà dùng sản phẩm này thì mình nghĩ rằng sẽ cho cảm giác hơi nặng mặt, hơi dính. Tuy nhiên sản phẩm này có thể dùng được cho các bạn da dầu mụn nhé. Mình thuộc da hỗn hợp và mình cũng đã dùng em này được mấy chai rồi, để cấp ẩm sâu cho da của mình. Và mình thường dùng vào ban đêm. Và lúc mà mình thoa lên ấy, thì nó cũng khá là dính. Tuy nhiên để một lúc sau thì nó thấm bớt vào da. Tuy nhiên là cũng không phải là thấm hoàn toàn, sờ lên thì vẫn hơi dính dính. Nhưng mà với mình thì cái cảm giác dính này là ok. Và sau khi mà dùng cái serum này thì mình thường thoa thêm một cái lớp kem dưỡng mỏng để cấp ẩm tốt hơn. Và hiện tại thì mình cũng đang dùng kem dưỡng ẩm của nhà Polychoy Calm Normal to Oily Skin, cũng rất là thích. Về tác dụng trên da, mình thấy em serum này đưa lại tác dụng khá rõ rệt trong việc cấp ẩm và làm da căng mềm. Sau 10 đến 15 phút, khi sờ lên da sẽ cảm thấy da căng hơn, đàn hồi hơn. Còn sáng hôm sau, khi rửa mặt sẽ cảm giác da mềm mướt hơn, búng búng vào da thì thấy da căng, nhìn sáng và có sức sống hơn. Còn một tác dụng nữa mà mình cũng rất là ok với sản phẩm này đó là làm dịu, phục hồi da. Cách đây mấy tháng thì mình có sử dụng tretinoin 0,025% để chống lão hóa và trị mụn. Và khi sử dụng tretinoin hàng ngày thì mình có cái dấu hiệu kích ứng là khô rát, bong tróc da, rất là khó chịu. Mà mình dùng kem dưỡng ẩm vẫn không đủ, vẫn không làm dịu được những cái triệu chứng kích ứng da. Tuy nhiên sau khi mình dùng cái serum Hyalu B5 này thì nó êm luôn. Nghĩa là nó hết các cái triệu chứng đỏ, rát, khó chịu, bong tróc và nó dịu luôn. Nên là mình rất là ok với cái tác dụng này. Tuy nhiên không phải ai dùng cái serum Hyalu B5 này cũng hợp. Nói chung là nãy giờ là cái cảm nhận của mình. Còn cái người không hợp thì đang ngồi ngay cạnh mình. Bây giờ đến lượt mình. Em gái mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận riêng khi mà em ấy sử dụng cái serum này cho các bạn nghe nhé. Bây giờ thì mình sẽ kể cho các bạn về cái cảm nhận của mình. Những cái hôm đầu tiên mình mua sản phẩm này về, mình cực kỳ háo hức sử dụng nó luôn. Nhưng mà mình biết là da của mình là kiểu dòng da siêu nhạy cảm, vậy nên là mình đã phải cẩn thận test trước ở vùng hàm trước khi mà quyết định sử dụng toàn mặt. Mà cái dòng này là nó dùng được cho da nhạy cảm, tức là trên cái nhãn của cái thương hiệu là dùng được cho da nhạy cảm. Nhưng mà bạn ấy vẫn vì da siêu nhạy cảm nên là nói chung là test trước cẩn thận. Mà mình nghĩ là hầu như ai có da nhạy cảm thì dùng sản phẩm nào mới cũng nên test trước cả. Đúng rồi. Thì sau 2-3 hôm mình test như vậy, da của mình ở cái vùng mà mình test nó bắt đầu lên những cái mụn nhỏ nước li ti và nó hơi đỏ hồng. Thì nó là dấu hiệu cho cái việc bị dị ứng và mình ngừng sử dụng sản phẩm này luôn. Và khi mà mình xem lại trong cái bảng thành phần của cái sản phẩm này thì mình thấy là nó cũng có cả cồn khô và hương liệu. Vậy nên là mình nghĩ tất cả các bạn khi mà muốn sử dụng sản phẩm này dù sao thì cũng nên test trước khi sử dụng, bởi vì ai mà biết được là làn da của các bạn có thực sự hợp với nó hay không, đúng không? Và có một cái điểm nữa đó là trong cái quá trình mà mình sử dụng thì trước khi mà nó có cái biểu hiện dị ứng như thế thì mình vẫn cảm nhận được là cái vùng da mà mình test thử nó ẩm và nó mềm hơn các cái vùng da khác.
Có một điểm nữa mà mình muốn nói là mình không thực sự thích cái mùi của cái em này lắm. Nó mùi lavender hơi nồng. Nó không được hợp với mình lắm, mình không thích cái mùi này. Nói chung là hai chị em mình là hai cái ví dụ trái ngược nhau khi cùng sử dụng một cái sản phẩm. Và cái sản phẩm này thì cũng rất là nổi tiếng. Bảng thành phần cũng có rất là nhiều các cái thành phần tốt. Với mình thì rất là hợp cho những cái kết quả tích như ý. Nhưng mà đối với em gái mình thì lại là một cái làn da nhạy cảm mà lại siêu siêu nhạy cảm thì lại không hợp. Nên là giống như em gái mình nói là các bạn nhớ là khi dùng bất kỳ một cái sản phẩm mới nào, dù là cái thương hiệu tốt đến đâu hay là đắt tiền đến đâu, thành phần tốt đến đâu, thì cũng có những sản phẩm hợp với cái làn da của bạn và có những sản phẩm không. Nên là các bạn hãy test trước cẩn thận ở một cái vùng da nhỏ, có thể là cổ, rồi là mặt trong cánh tay và một góc hàm. Sau đó thì từ từ thì nếu mà ổn thì mình mới có thể là dùng khắp mặt. Thực ra thì cá nhân mình không hợp với cái sản phẩm này, nhưng mà mình vẫn tin là cái công dụng dưỡng ẩm của nó rất là tốt. Bởi vì là kể cả khi mình bị dị ứng thì trước khi nó có biểu hiện thì mình vẫn có thể cảm nhận rõ được là nó mềm, nó ẩm hơn cái vùng đấy. Nên là mình vẫn tin tưởng là cái sản phẩm này là một sản phẩm dưỡng ẩm tốt. Em gái mình nói cũng rất là đúng thôi. Tại vì là trong cái sản phẩm này thì có rất là nhiều những cái thành phần tốt, giúp dưỡng ẩm tốt và gọi là phục hồi làm dịu da. Ví dụ như đầu tiên là panthenol hay là vitamin B5 thì có khả năng phục hồi thái tạo và làm dịu da tốt, dưỡng ẩm tốt. Trong sản phẩm còn có thành phần madicasoside là chiết xuất rau má, giúp chống oxy hóa, giảm viêm, dưỡng ẩm tốt, phục hồi tái tạo da và chống lão hóa. Sản phẩm này cũng có hyaluronic acid thì bao gồm sodium hyaluronate là phân tử HA lớn hơn, sẽ nằm trên bề mặt da giúp da mềm mượt, và hydrolyzed hyaluronic acid là phân tử HA nhỏ thì nó sẽ giúp thẩm thấu sâu xuống, cấp ẩm cho da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, lấp đầy, làm giảm các nếp nhăn nhỏ. Như vậy là sản phẩm này có đến hai loại phân tử HA lớn và nhỏ. Ngoài ra thì sản phẩm còn có các thành phần dưỡng ẩm khác như là glycerin, propylene glycol, pentylene glycol, dimethicone. Tuy nhiên trong sản phẩm này thì cũng có cồn và hương liệu, nên là giống như lúc nãy em gái mình đã nói thì các bạn nhớ test cẩn thận, đặc biệt là các bạn da nhạy cảm nhé. Như vậy là hôm nay thì hai chị em mình đã cùng review cảm nhận về sản phẩm serum Hyalu B5 của nhà La Roche-Posay. Vậy là video của bọn mình đã đến hồi kết rồi. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ bọn mình bằng cách là theo dõi các nền tảng của bọn mình, bao gồm TikTok, YouTube và Facebook cùng tên là Dr. Thục Anh and Lucia. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn có bất kỳ một cái vấn đề nào hay là một cái thắc mắc gì về da hoặc là làm đẹp thì các bạn có thể nhắn tin đến trang Facebook Dr. Thục Anh and Lucia để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt!